Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Hyundai Getz 1.4. Dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty Hala, tức là thương hiệu HCC của Hàn Quốc. Với lốc Hyundai Getz này thì nó sẽ có 3 mã, 2 Getz của 1.4 và 1 mã Getz của 1.1. Thì ngày hôm nay là em đang gửi tới anh em là cái mã một cái mã của lốc Getz 1.1, đó là mã 97701 1C250. Với cái mã lốc này thì thân nó là thân tròn, lốc được bắt vào với động cơ bởi 4 chân xuyên qua lốc, 2 chân trên và 2 chân dưới. Dây Kuroa của nó là chạy bản 40k anh em nhé. Đây chính là cái mặt bích của nó này. Đó, đây chính là cái mặt bích của nó này. Đây, anh em cùng nhìn này. Đấy, đây là combo bộ lốc được nhập khẩu từ Hàn Quốc nhé anh em nhé. Đấy, anh em có thể nhìn thấy. Đây. Đó. Thì vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em hình ảnh của chiếc lốc điều hòa của xe Hyundai Getz 1.1. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm, hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ thay thế lắp đặt tại Garauto BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.